Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Và đây chính là chiếc Nokia 7 Plus. Và các bạn đã yêu cầu mình làm về sản phẩm này rất nhiều luôn. Ok, hôm nay mình sẽ cùng các bạn đánh giá chi tiết về sản phẩm này. Một chiếc điện thoại mức giá tầm trung cận cao cấp chính hãng, và mình có thể coi là nó đáng giá đến từng xu. Cụ thể hơn nó có những gì thì chúng ta sẽ đi vào kỹ hơn về sản phẩm này nhé. Điều đầu tiên là về mức giá thì nó có mức giá là 8 triệu chiếm 90.000, như các bạn có thể thấy tham khảo tại mức giá của Xiaomi. Thì chúng ta được tặng pin dự phòng Nokia 10.000 mAh này, các bạn sẽ được lựa chọn tặng áo khoác hoặc là ba lô, rồi lại còn được tặng thêm một cái Nokia 105 và một cái thẻ nhớ 64GB nữa. Thế tức là giá trị bộ quà tặng đâu đó cũng phải hơn một củ rồi, thì các bạn cũng có thể quy đổi sang tiền mặt hoặc là như nào gì đó, thì tùy thuộc vào sự lựa chọn của các bạn mà thôi. Tức là cái mức giá mà các bạn phải bỏ ra cho sản phẩm này chỉ tầm khoảng tầm độ 8 triệu một, chứ không phải là đến 9 triệu. Thì 8 triệu chúng ta sẽ có những thứ sau này. Các bạn sẽ có một thiết kế rất đẹp. Mình có thể đánh giá là như vậy. Đẹp, kiểu sang, kiểu chảnh luôn. Và kiểu như có một chút gì đấy rất là kiểu trầm trầm ấy. Và như mình từng được trải nghiệm thì mình khuyên các bạn là nên lấy cái phiên bản màu đen như này, tại màu trắng nhìn sẽ rất là kinh, rất là dơ, rất là bẩn ấy. Thì đây là phiên bản màu đen sẽ đẹp hơn, nó cũng sẽ vẫn bám dấu vân tay mồ hôi thôi, nhưng các bạn có thể lau đi rất là dễ dàng. Tuy nhiên thì sẽ có hai điều sau các bạn sẽ cần phải lưu ý này. Điều thứ nhất đấy là cái khung nhôm mà cái máy này sử dụng, đấy là nhôm hợp kim series 6000, nó được sử dụng trên những thiết bị như iPhone 6 hay là 6 Plus. Và đặc điểm của cái nhôm này là nó sẽ rất dễ bị biến dạng, rất dễ bị cong. Và giờ mình sẽ quay cận cho các bạn xem về hai cái vết móp nhỏ nhỏ khi mình vô tình làm dơ một khoảng cách cũng không quá là cao cho lắm. Và đây chúng ta đã có những vết móp nhỏ nhỏ ở cạnh, nhưng mà mình sẽ quay cận cho các bạn thấy. Thì tức là độ bền của sản phẩm này thì mình không dám chắc là nó có thực sự bền lắm hay không, nhưng mà nói chung ok là nhôm series 6000 thì nó sẽ dễ bị tổn thương, và các bạn sẽ cần phải lưu ý tránh làm cái việc rơi rớt. Mà thật ra điện thoại nào cũng nên tránh rơi rớt, lỡ rơi phát là sấp mặt lờ luôn ấy. Ở cái mặt lưng này thì mình còn nhận được thông tin là nó sẽ là một cái chất liệu gọi là được phủ gốm lên. Tuy nhiên thì gốm như thế nào mình không rõ, mình chỉ thấy là nó hơi giống nhựa. Nhưng mà được cái là ok, nhà sản xuất nói vậy thì mình cũng biết là như vậy. Có một điểm nữa mình nhận thấy đấy là cái mặt lưng này nó khá dễ bị đốm. Mình sẽ lau sạch đi, và những cái vết đốm nó hằn lên ở cái vật liệu gốm thì mình nghĩ là đây là liên quan đến vấn đề hoàn thiện ở bước cuối của sản phẩm. Và mình đánh giá cái điều này vẫn không thực sự là quá tốt. Nokia sẽ cần phải cải thiện nhiều hơn nữa trong những thế hệ tiếp theo. Nhưng mà mình biết là phần lớn các bạn mua điện thoại về toàn dùng ốp ấy mà, nên là cũng không quan tâm đến vấn đề lắm. Ở phía mặt lưng này thì chúng ta còn có vị trí camera nổi bật lên rất là ấn tượng, và nó lồi hẳn lên luôn. Đó, các bạn thấy lồi lên như thế này thì các bạn không phải lo về việc camera bị xước đâu, tại vì chúng ta sẽ có một cái vòng kim loại xung quanh để bảo vệ phần camera tốt hơn. Và kể cả các bạn đặt lên một bàn như thế này đấy, hơi bập bênh nhẹ, ta-da, nghịch cũng vui. Nhưng mà đừng nghịch nhiều nhá, lỡ mà xước camera vỡ mồm ấy. Bỏ qua thiết kế phía mặt lưng thì mình sẽ quay đến phía mặt trước. Thì các bạn sẽ có một cái màn hình kích thước đấy là 6 inch, 5.99 inch gì đó, và nó sẽ có tỷ lệ 18:9 theo cái xu hướng của năm 2017, 2018 bây giờ. Không có tay thỏ, mình thích cái đầu này. Và chúng ta vẫn sẽ có 3 phím điều hướng cơ bản của Android ở bên trong màn hình. Tuy rằng cái phần viền ở bên ngoài, bên trên dưới khá là dày. Bởi vì sao? Bởi vì nó là một thiết bị chạy Android One. Các bạn thấy logo chưa? Và đương nhiên chạy Android One thì nó sẽ phải tuân theo tất cả mọi thứ của nhà Google, kể cả là 3 phím đường cơ bản của Android phía bên trong màn hình như thế này. Và bởi vì nó chạy Android One thế nên nó rất là mượt, và lát nữa mình sẽ nói cụ thể đến sau. Nói về màn hình của Nokia 7 Plus, nó sử dụng cái tấm nền IPS cho góc nhìn tốt, độ sáng tốt, cũng như màu sắc thì khá là ok. Tuy nhiên thì mình nhận thấy được một vài những gam màu như là đỏ kìa, xanh lá cây hay là màu ấm ấy, thì nó sẽ bị đẩy tông nhẹ lên một chút xíu để mà khiến cho cái màn hình trở nên rực rỡ hơn, và các bạn giải trí cũng thích thú hơn. Và mình nghĩ đây cũng là cái sở thích của phần lớn người sử dụng điện thoại bây giờ rồi, thích điện thoại để giải trí chứ không phải phục vụ công việc, nên cần màu chuẩn làm gì, cứ rực rỡ xem phim cho sướng. Mà các bạn biết xem phim gì thế này. Ok, bây giờ hãy nói đến phần mềm bên trong một chút. Các bạn sẽ chạy Android One như mình đã nói, chắc chắn là như thế rồi. Logo phía mặt lưng sau thể hiện rất là rõ, và logo của cái hộp kia. Chạy Android One thì các bạn có điểm lợi là gì? Nó mượt vờ lờ luôn, nó rất là mượt luôn. Và nó được cập nhật rất nhanh đến nhà Google. Như phiên bản mới nhất ở thời điểm hiện tại thì nó đang chạy là Android 8.1.0, và cái bản vá bảo mật của nó là ngày 1 tháng 4. Các bạn đợi đi, mấy hôm nữa sang tháng 5 là kiểu gì máy này được cập nhật cái bản cập nhật bảo mật rất là nhanh thôi. Google có là sản phẩm này cũng sẽ có luôn, và nó sẽ có đồng thời với rất nhiều sản phẩm khác cũng trong dự án Android One như thế này. Tuy nhiên thì mình nhận thấy một điều như sau này. Đó, các bạn thấy chưa? Khi mình bấm vào cuộc gọi này, tin nhắn nha, đó, mình bấm vào, các bạn thấy không, nó phải mất tầm khoảng nửa giây để nó phản hồi danh bạn này, đó, Chrome này, đó, hay là camera, rồi là mình có cái thao tác vuốt lên, đó, các bạn thấy chưa? Tức
là nó sẽ vẫn có những khoản delay nhất định trong quá trình các bạn sử dụng. Máy chạy rất mượt với Snapdragon 660 và 4GB. Thế nhưng mà trong cái thao tác hàng ngày khi bạn chuyển qua chuyển lại giữa những ứng dụng mà các bạn hay sử dụng thì nó sẽ vẫn có một hiện tượng delay nhẹ. Và mình thì không thực sự đánh giá cao cái vấn đề này. Phải nói là chê thì đúng hơn. Delay thì ai mà thích, đúng không? Nhưng mà các bạn sẽ cần phải chấp nhận tôi. Tại vì con chip 660 là một con chip rất mạnh. Điểm AnTuTu của nó rất cao, lên tới là 130 mấy nghìn điểm cơ. Đấy, 140.000 mình chấm được. Thế nhưng mà những vấn đề liên quan đến delay như thế thì các bạn sẽ buộc phải chấp nhận. Tại vì đấy là liên quan đến phần mềm, và mình nghĩ rằng Nokia sẽ cần phải tối ưu nhiều hơn. Ok, nói đến hiệu năng một chút. Snapdragon 660 với 64.000 điểm CPU và 29.800, coi như là 30.000 điểm GPU, thì nó có thể gánh ngon tất cả mọi game ở thời điểm hiện tại các bạn có thể chơi. Liên Quân Mobile chơi rất ổn định ở mức FPS 5X, và nó 6X là chuyện rất là bình thường. Và với tầm 30.000 điểm GPU thì thoải mái đi, các bạn không phải xoắn. Những game kiểu Vainglory hay là PUBG Mobile, hay là kể cả các bạn bắn Fortnite gì đó thì ok, chiến hết trên sản phẩm này. Quan trọng là mức setting nào cho phù hợp mà thôi nhá. Đương nhiên là nó sẽ không thể nào so sánh được với những thiết bị kiểu Snapdragon 835, 845. Nhưng mà tầm có 8 triệu, 9 triệu chính hãng thì các ông cũng đừng có đòi hỏi nhiều. Thế thôi nhá. Bây giờ mình sẽ muốn nói đến camera nhiều hơn. Thì đây là một cái hệ thống camera mà mình đánh giá khá là thú vị. Bởi vì sao? Bởi vì cái phần mềm nó thừa hưởng từ rất nhiều thứ Lumia camera ngày xưa. Các bạn có thể thấy cái thao tác mình vuốt lên như thế này để chúng ta mở ra những cái vòng. Bạn nào mà đã từng dùng Lumia trước đây thì có đánh giá quá cao về cái giao diện như thế này rồi. Cực kỳ dễ trong việc các bạn điều chỉnh những thông số. Ví dụ như là đây là cân bằng trắng này, lấy nét này, ISO này, hay là tốc độ màn chập. Nó rất là tiện lợi trong quá trình mà các bạn sử dụng luôn. Thế nhưng mà ngoài cái đó ra thì mình thấy là cái gì Nokia làm cũng ngu phần mềm như thế này. Ví dụ như mình đang để ở chế độ chụp auto như thế này. Bây giờ mình muốn chuyển sang chụp chân dung đi chẳng hạn. Bình thường phải có một cái vuốt hay là một cái nút bấm gì đó. Không, các bạn sẽ phải vuốt vào trong và chúng ta sẽ mở vào cái bokeh trực tiếp. Thậm chí là không nói là chụp chân dung, còn chụp bokeh. Nhìn quê mùa và clờ, nhiều người không biết bokeh là cái gì luôn. Rồi chúng ta lại còn có những thẻ như ví dụ ảnh chụp này, ảnh toàn cảnh này, CN rất là chuyên nghiệp này, bokeh trực tiếp hay cài đặt. Nó chỉ có đúng một cái nút chuyển qua chế độ quay video ở đây mà thôi. Thực sự mà mình thấy chỗ quay video đâu có nhiều chụp hình đâu. Thà cái nút chỗ này này thay là cái nút chụp hình chân dung á, thì mình tin là nhiều người sẽ thích hơn. Rồi chưa kể nữa những cái phím chuyển, ví dụ chuyển camera trước ở trên đèn flash, chụp chân dung hay là chụp đơn, chụp kép, chụp làm đẹp hay kia, để hết lên trên. Và bây giờ nhiều người sẽ có thói quen cầm điện thoại chụp hình bằng một tay, còn một tay kia thì ví dụ cầm cái ly check-in hay là quàng vai bá cổ gì đó. Mà muốn chuyển đổi camera thì làm như nào? Giao diện sử dụng một tay quá khó chịu luôn. Và mình đánh giá không cao điều này một chút nào. Nhưng mà thôi, bỏ qua đi. Giao diện thì hơi ngu nhưng mà bù lại chất lượng ảnh thì chấp nhận được. Ở đây mình sẽ show cho các bạn một vài tấm hình selfie của mình này, và một vài những tấm hình chụp bình thường check-in, rồi là cũng như chụp ở chế độ chân dung bokeh trực tiếp ấy. Thì mình đánh giá là hình ảnh có chi tiết tốt, màu sắc ngon, và bật cái chế độ làm đẹp lên thì màu da lên rất đã. Và cũng như là mặt thằng cu editor bên mình ấy, rỗ hay là nó nát như gì, đen như gì, vô lên thì trắng hồng đẹp trai và color luôn. Ghê thật. Nói chung là Nokia mang lại một chất lượng hình ở camera là rất ngon. Và cuối cùng là thời lượng pin. Pin có dung lượng rất lớn, lên tới là 3800 mAh, và nó có thể trụ thoải mái trong vòng một ngày với nhu cầu cao là khác. Các bạn có thể chơi game, lướt web, làm thoải mái mọi thứ với sản phẩm này. Mình đánh giá rất cao cái điều này. Các bạn đừng quên là chúng ta còn có Quick Charge 3.0 nhá. Sạc nhanh lắm, yên tâm. Thế nên tổng kết lại thì với Nokia 7 Plus, có thể nói rằng đây là một sản phẩm thực sự rất hoàn thiện và thực sự rất đáng để quan tâm ở cái mức giá tầm 8 triệu cho đến 9 triệu đồng chính hãng. Bởi vì thiết kế nó đẹp, bởi vì hoàn thiện nó ngon, bởi vì cái màn hình nó tốt, bởi vì hiệu năng nó ngon, rất ngon ở cái tầm giá. Và cuối cùng là camera của nó cũng rất chất lượng, bên cạnh một thời lượng pin thoải mái trong một ngày. Vậy thì còn mong cái gì nữa, đúng không? Và các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Hãy để lại ý kiến ở comment phía bên dưới. Mức giá thì tại Selfnet nhé. Link ở phía bên dưới phần mô tả video. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!